Xin chào quý vị và các bạn nhé. Hôm nay xin khoe đến quý vị và các bạn một cái màn nền rất là xịn sò trong chiếc Kia Carnival 2022. Đây là phiên bản Connect Line nhá, là phiên bản được nâng cấp rất là tốt về cái màn hình, logo, rồi một số thêm một số tính năng mới nữa ở trong cái giao diện. Thì muốn làm được cái giao diện tuyệt vời như này thì xin mời quý vị và các bạn cùng thao tác với tôi nhé. Đầu tiên này, các bạn cần chọn menu này, ấn vào đây cho tôi nhá. Rồi. Đấy. Lần thứ hai chúng ta sẽ sang menu tiếp này. Lần thứ ba và chúng ta khi chúng ta vào phần setting này. Phần setting này thì nó là phần bánh xe, thì chúng ta cứ lựa chọn ở phần menu này thôi. Sau đó chúng ta sẽ chuyển xuống cluster. Rồi, chúng ta ấn thẳng OK vào đây nhá. Đây, OK này, các bạn ấn thẳng cái phím này cho tôi này. Đó. Rồi ấn thẳng vào đây và các bạn kéo xuống à. Rồi tiếp thêm selection. Các bạn ấn OK tiếp này, ấn OK vào đây này. OK. Nếu mà tôi chọn đây thì nó sẽ theo cái chế độ lái này. Không thì các bạn sẽ bỏ đi. Các bạn chọn chế độ là gì? Classic A, tức là chế độ này là chế độ thông thường này. B này, đây là Sport này. C này, Eco này. Và các bạn chọn Dynamic cho tôi nhé. Dynamic này. Đấy, xịn sò chưa? Sau khi chúng ta chọn xong thì chúng ta ấn vào menu để trở về màn hình chính này. Đó. Rồi đây chúng ta sẽ có giao diện rất là đẹp đúng không? Đây là phanh khoảng cách tự động bám đuổi theo xe phía trước này, giao diện này. Thứ hai là tình trạng quãng đường và nhiên liệu này. Thứ ba là dẫn đường này. Thứ tư là setting này. Và thứ năm là cảm biến áp suất lốp. Đó, một cái màn hình rất là đẹp và xịn sò đúng không? Rất là dễ đúng không ạ? Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn đã đăng ký kênh nhé.